Thưa quý vị, diễn ra trong khuôn khổ của Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022, Rus Asia 2022, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn đàn Đà Nẵng điểm đến tiềm năng châu Á, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 80 đại biểu là các hãng hàng không, đơn vị lữ hành quốc tế, tập đoàn, hiệp hội, du lịch. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn giới thiệu về vị thế và điểm mạnh của thành phố với các đại biểu, đồng thời cho biết hiện nay Đà Nẵng đang nỗ lực phát triển trên 3 lĩnh vực chính là du lịch, công nghiệp, công nghệ cao và kinh tế biển, chú trọng 5 lĩnh vực mũi nhọn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết thời gian đến, Đà Nẵng sẽ trình Trung ương Chính phủ xem xét về đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực, thành lập trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng, v.v. Diễn đàn hôm nay, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị một góc nhìn mới về Đà Nẵng, nơi không giới hạn về tiềm năng phát triển du lịch, mà còn là ở các lĩnh vực khác. Tôi mong rằng chúng ta sẽ đối thoại cởi mở về những vấn đề được quan tâm và đồng thời thông qua diễn đàn để quý vị sẽ tìm hiểu được những cơ hội kinh doanh kết nối và quan trọng nhất là hiểu hơn về Đà Nẵng, điểm đến mới đầy tiềm năng. Diễn đàn còn có các tham luận giới thiệu về tiềm năng của ngành du lịch Đà Nẵng, về quy hoạch các trung tâm logistics trên địa bàn thành phố, giới thiệu năng lực hạ tầng của cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng từ năm 2021 đến năm 2030 và giới thiệu về các dự án kêu gọi đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, trường đào tạo phi công và kỹ thuật hàng không. Đối với thành phố Đà Nẵng, diễn đàn Đà Nẵng điểm đến đầu tư tiềm năng châu Á nói riêng và Rus Asia 2022 nói chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Đà Nẵng đang triển khai các giải pháp để mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.